Được. Xin chào các bác, em bên Đồng Đại Bái đó. Như video hôm trước em đã làm cho các bác xem là em đã giới thiệu với các bác một bộ ban thờ đầy đủ, phải gồm 22 đến 23 món. Và em cũng có nói sơ qua cho các bác về từng sản phẩm nó như thế nào và công dụng như nào rồi. Thì ở video ở đây hôm nay em sẽ hướng dẫn cho các bác là bài trí một bộ bàn thờ chỉ gồm tầm 10 món mà cũng bao quát được tất cả các nội dung, các ý nghĩa và công dụng của bộ bàn thờ này, và cũng một phần là giúp các bác tiết kiệm được rất nhiều tiền nếu các bác sắm một bộ đầy đủ. Và ở cuối video em sẽ hướng dẫn các bác cách vệ sinh như thế nào để nó không bị xỉn màu, và khi các bác nhận hàng thì các bác sẽ tháo lắp như thế nào. Trước tiên là em cũng sẽ cho các bác xem kỹ hơn chi tiết sản phẩm. Đây, các bác sẽ xem từ đỉnh đồng trước nhé. Như video hôm trước là em đã quay rất là kỹ rồi nên video này em chỉ hướng dẫn là chính thôi. Với cái bộ hiện tại em đang quay đây là bộ 60cm. Bộ này là em làm 10 món. Làm 10 món sẽ thích hợp cho bàn của các bác là khoảng 1m97. Lắp 10 món này vào cũng bao hàm được tất cả công dụng và ý nghĩa. Đây, các bác sẽ nhìn trước cách bài trí, em sẽ để đỉnh đồng ở chính giữa. Và em sẽ cho lùi xuống một chút là đôi hạc hai bên và lùi xuống một chút. Sau đó sẽ tiếp đến là đôi nến, cặp nến. Và đằng trước em sẽ cho bát hương. Sau đó là em cho mâm bồng. Ở phía trên thì em sẽ bày thêm bộ kỷ ngai chắn thờ. Cái này thì các bác có thể thờ lúc nào cũng được, hoặc là chỉ ngày lễ, ngày Tết các bác mới lấy ra thôi. Nhưng mà theo em thì mình cứ để lên cho nó đẹp. Và hai bên ngoài, một bên em sẽ cho đèn thờ. Đây là đèn giữa sen nha các bác. Em sẽ cho đèn thờ là một bên. Mà đèn thờ là mệnh hỏa. Đèn thờ là mệnh hỏa. Và bên kia em sẽ cho một lọ hoa. Hai bên, hai góc, một bên là lọ hoa, một bên là đèn. Lọ hoa là mệnh thủy. Và đèn là mệnh hỏa, em sẽ cho hai mệnh ở bên ngoài. Và đồ thờ đồng của mình sẽ là mệnh kim. Là các bác đã có được ba mệnh trong ngũ hành rồi nha các bác. Rất là ý nghĩa. Đó là em đã giới thiệu cho các bác là mình sẽ bài trí một bộ ban thờ 10 món phù hợp mà cũng rất là đỡ tiền cho các bác. Nếu mà các bác sắm cả bộ 23 món là sẽ rất nhiều tiền. Và thứ hai là em sẽ giới thiệu cho các bác là cách tháo khi mà em gửi hàng cho các bác. Em sẽ tháo ra để gửi hàng cho các bác trọn vẹn luôn, không bị xây xước. Đây, nói là tháo lắp thì cũng chỉ có tháo mình nến và hạt thôi nha các bác. Đỉnh như là 3 phần rời rồi. Đỉnh là 3 phần rời cho nên là không có gì phải tháo lắp cả. Còn có hạt và nến thôi. Đây, như khi các bác nhận hàng về, cái phần trụ này, trụ ngắn, các bác sẽ cho xuống dưới. Sau đó các bác cho đĩa nến lên. Và cái phần trụ dài mà được làm chữ trước ấy, thì các bác sẽ cho lên trên cùng nhé. Hôm nay em làm cái video này là bình thường là bên em sẽ bán riêng mình bộ ngũ sự. Nhưng mà video này hôm nay em làm các bác nào mà mua đầu tiên, em sẽ tặng thêm cho các bác một cặp đôi tài sen nến. Đây là sẽ tặng thêm trị giá 1 triệu nha các bác. Còn đây là hạt. Hạt thì khi các bác lấy hàng về các bác cũng chỉ lắp đơn giản thôi. Cái nào mà các bác thấy khó lắp thì các bác đổi chiều nhé. Các bác đổi chiều bông sen với đôi hạt khác nhé. Đây, khi các bác lắp này. Đấy. Đấy, cũng rất là đơn giản, có thể là có nhiều bác biết rồi. Nhưng mà những bác chưa biết hoặc là lần đầu mua thì các bác cứ xem video của em nhé.
Đấy, và nhiều bác cũng hỏi là dùng lâu nó có bị xỉn màu hay không và mình vệ sinh như thế nào. Em cũng nói là các bác chỉ vệ sinh bằng khăn ướt, nhúng nước máy và các bác vắt khô, các bác lau qua từng sản phẩm. Các bác tuyệt đối không được đụng vào nước mưa hay là nước giếng khoan, bởi vì những cái nước đó là có hàm lượng axit, nó sẽ ăn mòn với đồng. Nên là các bác chỉ cần vắt khăn khô, dùng nước máy để các bác lau là sẽ sạch sẽ. Cứ tầm 4 tháng, 6 tháng các bác lau một lần sẽ luôn luôn sáng bóng như thế này, là không lo bị xỉn màu. Bên em sẽ bảo hành về xỉn màu trọn đời cho các bác luôn. Nên là các bác cứ yên tâm nhé. Bộ này em đang quay đây là bộ 60. Ngoài ra còn những bộ thấp hơn so với ban thầu. Ban thầu nhà các bác kích thước như nào, các bác cứ liên hệ em sẽ tư vấn cho các bác một bộ phù hợp nhất, cũng như là báo giá luôn cho các bác. Các bác cứ để lại số điện thoại bên dưới cho em, hoặc liên hệ ngay với em qua số điện thoại 0836 173 950. Em có cả Zalo và Facebook nha các bác. Em cảm ơn các bác đã xem video. Em chào các bác ạ.